Chào mừng tất cả anh chị đến với Đầu tư tiền điện tử và em là Cương Trần. Thì hôm nay em sẽ đánh giá về đồng Venus, mã của nó là XVS. Thì em nhận được rất là nhiều lời yêu cầu của anh chị nhờ em đánh giá dùm cái đồng Venus này. Thì thực sự nó cũng là một đồng token rất là tốt. Nó hiện tại đang đứng ở thứ hạng 103 và giá của nó đang giao dịch là 57,38 đô la một XVS. Thì như anh chị thấy trên màn hình á, là tổng cung của nó là 30 triệu nhưng mà mới phát hành ở ngoài thị trường 8,8 triệu thôi. Thì thực sự với mức giá này thì thực sự đối với đồng Venus này nó còn được định giá còn quá thấp so với em đánh giá và em phân tích. Thì đây anh chị có thể thấy là giá của nó lúc đầu á thì nó rất là thấp thôi, nhưng mà nó đã lên tới vùng giá là, để coi trên đây cho nó kỹ này. Đây 102 đô thì nó mới tạo đỉnh ở ngày 19 tháng 2 năm 2021. Thì hôm bữa thì cũng có em có cho những anh chị em thấy ở vùng đây mua được, thì em có cho những anh chị đó mua. Thì bây giờ thì cũng gần x2 tài khoản rồi. Thì đó, đây cái chart hôm bữa em còn vẽ ở đây khi mà nó về ở vùng này. Thì em có gửi cho những anh chị đó vào ngày 7 tháng 3. Thì bây giờ là ngày 12 tháng 3 rồi. Thì cũng x2 tài khoản vào ngày hôm qua. Đó. Thì anh chị thấy là về cái khối lượng giao dịch của nó một ngày là 230 triệu đô và vốn hóa của nó là đang là nửa tỷ đô. Thì anh chị thấy là nếu mà con số của đồng Venus này nó được sánh ngang với Compound hoặc là Aave thì thực sự là nó cái giá này còn định giá là quá thấp anh chị. Đó. Thì sau đây em sẽ đi vào chi tiết để giới thiệu cho anh chị về đồng XVS này. Thì XVS là gì? Venus là giao thức được xây dựng trên nền tảng tài chính phi tập trung của trên Binance Smart Chain, cho phép vay tài sản kỹ thuật số và tạo ra các stablecoin tổng hợp, được hỗ trợ bởi các tài sản như BEP20 khác nhau. Giao thức được phát triển bởi Swift Wallet, đồng SXP anh chị, được Binance mua lại vào đầu năm nay với số tiền không được tiết lộ. Binance cho biết giao thức này sẽ loại bỏ một số đặc điểm của Ethereum, chẳng hạn như tắc nghẽn mạng và phí giao dịch cao vì nó được xây dựng trên hệ thống của Binance Smart Chain. Thì anh chị cũng biết là cái con Venus này được phát hành bởi Swift. Swift là đồng SXP. Thì SXP nó cũng có sự tăng trưởng là rất là nhiều trong thời gian vừa qua. SXP đó là được Swift phát hành nha, Swift Wallet nè. Thì nó hiện tại đang là đứng hạng 126 và khối lượng giao dịch của nó là gần 1 tỷ đô một ngày rồi anh chị. Thì nếu mà 1 tỷ đô thì chắc chắn trong thời gian sắp tới cái đồng này nó phải trên 5 đô. Và nếu mà volume giao dịch của nó trên 2 tỷ đô một ngày thì em chắc chắn là giá của nó sẽ cực kỳ cao trong thời gian sắp tới. Và trong cái group của em thì em cũng đã kêu những cái anh chị đó mua gom SXP từ giá 2,5 đô trở xuống rồi. Thì thực sự là cũng khi mà em thấy được cái sự tăng trưởng của động thái của SXP á, của Swift á, thì em mới kêu mọi người gom. Và những cái thông tin mà Swift đưa ra là đốt 10 triệu token và ra một cái sàn WAP. Thì nếu mà nó ra một cái sàn WAP và với khối lượng giao dịch như vậy thì em tin chắc nó sẽ đạt tốt trong thời gian sắp tới về những cái sàn WAP thôi. Đó là những điều em kỳ vọng. Thì giá của nó không dưới 10 đô. Em dám chắc chắn với đồng SXP này trong thời gian sắp tới là như vậy. Rồi mình đi về đồng Venus. Thì đồng Venus thì thực sự là các tính năng của nó là cho vay thế chấp quá mức, trong đó người dùng có thể là vay tài sản của mình có giá trị bằng 75% hoặc thấp hơn giá trị của tài sản được cung cấp. Rồi kiếm lãi bằng cách cung cấp tài sản thế chấp được hỗ trợ cho các giao thức. Rồi khả năng đúc vay. Rồi giao thức này sẽ cho phép khai thác vay. Đây là stablecoin tổng hợp đầu tiên trên Venus với mục đích được chốt với giá trị bằng 1 USD. Vay được tạo ra bởi cùng một tài sản thế chấp được cung cấp trên giao thức.
người dùng có thể vay tới 50% giá trị tài sản thế chấp còn lại mà họ có trên giao thức từ V-Token của họ để đúc vay. Thì nó là ứng dụng nền tảng cho vay phi tập trung á anh chị. Nó giống như Compound hay là Aave thôi. Thì để đánh giá anh chị cũng có thấy là Aave bây giờ giá của nó là 400 đô nha anh chị. Nó. Và tổng nguồn cung của nó bây giờ á là 10 tổng cung sóng 16 triệu nè và đã ra ngoài thị trường 12 triệu. Cái khối lượng giao dịch của nó một ngày chỉ có gần 400 triệu đô thôi. Mà bây giờ giá của nó là 400 đô thì anh chị có thể là thấy cùng một nền tảng. Nói như vậy thì anh chị có thể thấy là đây chẳng qua là bên Ethereum thôi. Rồi thêm nữa là Compound bây giờ là 463 đô. Tổng nguồn cung của nó là 10 triệu token và đã phát hành ngoài thị trường là 4 triệu 6. Khối lượng giao dịch một ngày chỉ có 182 thôi thì anh chị so sánh đi. Nhưng mà cái tổng số tiền của nó là 2 tỷ đó. Và bây giờ là khóa nè, đang khóa là 5 tỷ đô. Tổng lượng tiền khóa trong Compound là 5 tỷ đô, gần 6 tỷ đô. Thì anh chị có thể thấy là Venus nó cũng là một cái đồng coin để đáng để mình chú ý đúng không ạ? Đây anh chị thấy nè, nguồn cung mới ngoài thị trường 8 triệu thôi. Khối lượng giao dịch một ngày 230 triệu đô. Đó thì anh chị thấy là mình nên so sánh về cái tiềm năng đối với Venus, tại vì phí giao dịch trên Binance Smart Chain nó rất là rẻ. Đó. Rồi tiếp theo là token XVS là gì? Đó. Token XVS là native token của nền tảng và chủ yếu được sử dụng để bỏ phiếu trong các quyết định quản trị như cải tiến sản phẩm, tích hợp tài sản thế chấp mới, thay đổi thông số nền tảng và nhiều chức năng hơn. Rồi cái thông số của nó là thứ nhất là tên là XVS, blockchain là Binance Smart Chain, BEP giờ BEP 20 rồi, sửa thành BEP 20 rồi. Tại bữa nó chưa ra Binance Smart Chain nên là nó trên BEP 20. Rồi bây giờ là đổi thành Binance Smart Chain là BEP 20. Rồi, native token, tổng nguồn cung là 30 triệu. Và tổng bây giờ là ở ngoài thị trường bây giờ là 8 triệu 7. 8.870. Đó. Rồi. Thì tiếp theo là về cách mà phân bổ cái token á, thì hiện tại là nó đang được đào trong pool nha anh chị. Thì cách phân bổ của Venus á được điều chỉnh bởi Venus token, được thiết kế khởi chạy công bằng, không có sự phân bổ của folder, team hoặc develop, và XVS chỉ kiếm được thông qua các dự án Binance Land Pool. Thì mình bỏ vô pool á thì mình sẽ kiếm được cái đồng XVS này. Thì thứ nhất á là mình bỏ vô Binance Land Pool là tổng á là mình sẽ kiếm được 20% trên tổng số token. Rồi Binance Smart Chain Ecosystem chỉ 1% thôi. Rồi Ecosystem Mining là 79%. Thì để mà khai thác á, thì bây giờ là chắc chắn mọi người phải bỏ vô pool để mọi người mining này. Đó. Thì về cái độ khan hiếm nó có và nó ra thị trường không có ồ ạt. Và tổng nguồn cung của nó là chỉ có 30 triệu thôi. Đó thì anh chị cũng cần hiểu rõ về các phân bổ này của đồng Venus. Rồi tiếp theo là về cái đồng XVS này để làm gì? Thì nó được dùng làm phần thưởng khi tham gia liquidity mining. Rồi tiếp theo là holder XVS có thể tham gia quản trị như cải tiến sản phẩm, tích hợp tài sản thế chấp mới, thay đổi số nền tảng và nhiều chức năng khác nữa. Rồi về chiến lược phát triển của đồng Venus thì tiến hành AMA cho các dự án chuỗi thông minh Binance khác. Rồi thường xuyên xuất bản các nội dung và tin tức liên quan đến thị trường tiền DeFi. Rồi lưu trữ và tham gia các hội nghị, hội thảo và cuộc gặp gỡ DeFi và blockchain. Hợp tác với các giao thức chuỗi thông minh của Binance hiện có. Xuất bản các bản cập nhật hàng tuần trên Medium. Tích cực giao tiếp với công chúng qua các kênh xã hội. Thì đó là những cái thông tin mà em đưa ra cho anh chị về cái đồng Venus này. Thực sự nó là một đứa con cưng của Binance. Thì như anh chị biết là những cái gì mà liên quan tới sàn Binance thì giá nó bay rất là kinh khủng đúng không ạ? Đó, thì anh chị phải hiểu là đứng sau nó là ai.
thì mình có nên đầu tư ở mức giá này hay không, thì đó là cái quyết định của anh chị. Còn đối với bản thân em thì thực sự là em cũng cho những nhà đầu tư, những thành viên trong nhóm á, đã gom ở mức giá thấp hơn cái mức giá này rồi, thì nên là em cũng yên tâm về mức giá đó để đủ họ có lợi nhuận. Thì trong thời gian sắp tới thì em sẽ đánh giá nhiều đồng coin hơn nữa. Thì anh chị nào có yêu cầu review về đồng coin nào thì anh chị có thể là để comment ở bên dưới. Thì anh chị nào là người mới, mình chưa có đăng ký sàn Binance và sàn Huobi quốc tế, thì có thể là nhấn vào đường link bên dưới để đăng ký ủng hộ. Và em có một kênh Telegram hỗ trợ tín hiệu, những anh chị người mới cần hỗ trợ tín hiệu để mình tham khảo thì có thể là lên cái nhóm của em nhận thông tin hàng ngày, em sẽ cập nhật thường xuyên ở trên đó. Rồi, nếu cái video này anh chị thấy hay thì like và subscribe kênh YouTube của em, để khi mà em ra những video mới thì anh chị có thể là nhận được thông báo. Video của em tới đây là hết. Xin chào và tạm biệt anh chị. Hẹn gặp anh chị ở những video lần sau.